tiếc nhiều lắm chứ. Chồng thương vòng như vậy trước mà em thương em rất nhiều. Vậy mà mình bỏ. Bỏ nên em mới tiếc. Nhưng tới bây giờ chồng người đó vẫn bồng cuộc cũng không quan tâm em á. Ôi giời. Lâu ơi. Lâu cũng chuyển tiền cho em, nhớ mua gì ăn giữ gìn sức khỏe. Ôi giời ơi, thế này mà em lại không thương người ta. Cái giấy. Giờ em hối hận nhiều lắm. Mình có bầu là 7 tháng là trai gái. Trai. Ờ, mình có dự kiến là để nuôi không? Nên là... em giờ sao em nuôi nổi? Không nuôi được hả? Đó là người ta nói là ổng là chơi quậy rồi nhiều, ăn nhậu nhiều lắm. Từ ừ. ngày gặp em tới giờ là gác kiếm. Gác kiếm này hả? Ông này không gác kiếm thì người ta bẻ kiếm này chứ. Nói là từ ngày gặp em tới giờ là người anh thay đổi. Má. Như từ khi mà em có bầu tới giờ là đối xử với em rất tệ. Ông đối xử em những cái gì? Nói chuyện với em cọc cằn, kiếm chuyện với em hoài luôn. Và em cũng quạo. Em thấy cái người chồng thứ hai này liệu có tốt bằng người chồng trước không? Không. Hai người so ra so thì một người 10, một mấy? Chồng em trước tốt hơn rất nhiều. 10 gấp mấy? Gấp mấy lần? Gấp 10 lần đó chứ. Anh này chụp đầu chỉ thưa em thôi. Tính chứ. Vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bởi vì em con người của em, anh nói thật với em là em bước sai không à? Này thua rồi. Thế bây giờ... Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Tâm Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh hoặc các em trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin để tìm vợ. Nhưng hôm nay là một cái câu chuyện tiếp theo, một em gái hiện nay đang mang một bụng bầu và nó tương đối cũng khá lớn. Hiện nay thì em gái này đang sinh sống ở một tỉnh rất xa để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin để tìm chồng. Nhưng câu chuyện là chồng này là cũng hơi lạ lạ. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Rồi xin chào em gái nhé. Dạ. Em cho anh biết là em họ tên đầy đủ là gì? Tên Nguyễn Thị Loan, sinh năm 90. 90 hả? Dạ. 90 là tuổi con ngựa hả? Dạ. Ồ. Em nguyên quán ở đâu? Nguyên quán ở Hồng Ngôn, Thái Lai, Cần Thơ. Thế là giờ em đang sống ở đâu? Giờ em đang sống ở với ảnh thì là Bình Phước. Úi giời ơi. Hai chồng đang muốn trọ ở Bình Phước nhưng mà anh đi mặn từ bữa đó giờ anh không có về. Anh giờ... nào? Chồng em. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là tìm chồng đúng không? Dạ. Em cho anh biết này, chồng em họ tên là đầy đủ là gì? Chồng em tên họ tên là Huỳnh Hải Đăng. Huỳnh Hải Đăng. Sinh ngày 1 tháng 1. Tên này em có nhầm không đây? Dạ không. Huỳnh Hải chồng Đăng em mà. Sao nhầm được anh? Phải không? Tên hay vậy hả? Dạ, Huỳnh Hải Đăng. Sinh ngày 1 tháng 11. Năm 1984. 84. Dạ. 84 là tuổi con chuột đúng không? Dạ tuổi chuột này là chắc chuột đồng rồi. Chuột này đầu ha mà anh. Chuột đầu ha hả? Dạ chuột đầu ha, người ta nói anh chưa thiến chuột nhiều anh biết rồi. Tại vì rất nhiều vợ. Ôi trời. Mấy vợ rồi mà nhiều? Em nữa với chị đang vợ đang sống với chị này nữa là hình như 5 vợ. Ui giời ơi cha mẹ ơi, ông này khỏe vậy. Chứ thế này là chuột này là không phải chuột đồng đâu, chuột rừng thôi. Đầu hoa lắm, người không, ta còn nói đầu hoa mà. Chuột này là chuột rừng. Chuột này là chuột này dài hay ngắn? Con chuột này dài hay ngắn? Chuột này chắc dài ạ. À. Dài. Không có nói vậy đâu đúng không? Anh nói là nghiêm túc rồi chuột. Dạ mà. Ừ, không có nói bậy đâu. Không sợ nhiều khi nhiều người không hiểu tưởng nói bậy. Em cho nhỏ này. Chồng em nguyên quán ở đâu? Chồng em nguyên quán ở Long Mỹ, Thuận Hưng. Là đâu nữa? Hậu Giang. À Hậu Giang. Từ Hậu Giang mà sang Cần Thơ xa không? Dạ đó cũng chạy qua gần anh ơi. Bao nhiêu cây? Bao nhiêu cây thì không biết chứ. Cả gần tiếng á. À, gần tiếng là 20-30 cây ha. Em cho anh hỏi là trước đây mình có chồng chưa? Dạ em có chồng rồi. Mình được mấy người con rồi? Em hai người con, bé lớn là 13 tuổi, thằng trai 11. Còn học không em? Dạ có đi học. Vẫn đi học hả? Dạ. Sao? Đang sống với ba. Sao mình ly hôn hả? Nhiều hoàn cảnh khó khăn quá thì em mới ly hôn chứ chồng em cũng rất thương em, có năn nỉ. Nhưng mà sao lại mình lại ly hôn? Khó khăn quá mình ly hôn đó hả? Kỳ vậy? Khó khăn quá, em ngủ ra riêng thì chồng em trả lời, chồng trước em trả lời là vợ thì có lại được. Nhưng mẹ thì không có. Là sao cụ thể làm sao mà khó khăn mức độ đó mà mình ly hôn em? Có ngày mẹ thì ưa nhằn nhai á. Mẹ chồng hả? Dạ. Mần nhai là cái gì? Nhằn cái này cái kia, bắt chó nó mẹ cái kia. Căn nhằn hả? Nhưng mà gia đình cũng vẫn thương em. Ừ. Thế sao này em lại bỏ chồng? Hết gì hết nợ thì thôi. Mình có cãi nhau trước em dạ ở với chồng cũ không? Có cãi nhau nhiều lần lắm. Có nhau không? Có cãi nhau nhiều lần, em dẫn con em ở nhà trọ cũng mấy tháng, mấy hai tháng. Trước là em làm công việc gì? Đó em mặn bên cá mòi, mà mặn bên kem sức mặt nữa. Kem sức mặt luôn? Dạ, mặn bên hũ. Có sức người không? Hay là mỗi sức mỗi mặt thôi? Sức mặt, sức tay gì cũng được. Vậy hả? Em tự chế hả? Không, em đi làm trong công ty á. À, anh tưởng tự chế thì ngon rồi. Rồi sau này em bị viêm mũi á, rồi vô lạnh em lại không được. Rồi em cho anh hỏi này. Vậy là chồng em ấy. Vậy là chồng em làm sao mà lại quyết định ly hôn em?
Chồng trước em hả? Chồng trước em là em quyết định ly hôn chứ chồng không ly hôn. Em quyết định ly hôn? Dạ. Chồng có thương em không mà em ly hôn? Nói chung chồng cũng thương em, cũng năn nỉ em nhiều lần lắm. Thế tại sao mình lại ly hôn? Năn nỉ em nhiều lần lắm rồi em nói thôi hết duyên hết nợ thì thôi. Tại vì tính chồng bên trước cũng kỳ lắm. Cũng như đàn bà vậy đó, đưa tiền rồi thì tính. Em cho anh mượn tấm hình đấy. Anh mượn cho nào? Xem chồng em đẹp trai không? Ây, ông này con chuột. Chồng này là chuột sao em ạ? Chuột này là chuột bạch thôi. Chuột bạch nó thả giống chuẩn lắm em ơi. Chuột bạch nó thả giống ghê lắm. Rồi em nhận em cho anh hỏi này. Vậy là lúc ly hôn lúc trước là mình có hối tiếc không? Dạ em hối tiếc nhiều lắm chứ. Chồng thương chồng như vậy trước mà. Em thương em rất nhiều. Vậy mà mình bỏ. Bỏ nên em mới tiếc. Nhưng tới bây giờ chồng người đó vẫn bận cũng không quan tâm em á. Ôi giời. Lâu ơi. Lâu cũng chuyển tiền cho em. Nhớ mua gì ăn giữ gìn sức khỏe. Ôi giời ơi. Thế này mà em lại cũng thương người ta. Cái giấy. Giờ em hối hận nhiều lắm. Thế lúc trước là mình có sai cái gì không mà. Dạ có. Lúc trước em cũng có chơi bời. Đánh bài. Em hả? Dạ. Đá gà không? Không. Nhậu không? Không nhậu không biết. Em cũng chơi đánh bài thôi. Bài gì đi? Đánh bài gì? Bài chứng sắc. Chứng sắc là một đêm thua nhiều nhất nhiêu? Thua hết đây lâu lâu mới chơi một lần. Gọi là mình chơi vui vui thôi chứ. Dạ. Anh biết mà. Chơi lần rồi chồng la hoài thì cứ lộn. À, đánh lộn cũng 2-3 lần. Em có đánh lại chồng không? Có. Đánh lại luôn. Đánh. Tưởng nhỏ xíu đánh này. Em không. Em không đánh xé áo chồng thôi chứ. Ôi giời ơi cha mẹ ơi xé áo chồng luôn. Thế chồng em, chồng em nó có bả, chồng em nó bật, chồng em nó có tật bật tay em nghe cái nào không? Có. Mình có đau không? Vẫn bằng nó bảo hiểm ạ. À. Đúng rồi, như thế là đúng rồi đấy, nhưng mà có đau không? Đau chứ xỉu mà. Khóc không? Xỉu hai đứa con thấy nhưng bây giờ hai đứa con đi ngang chỗ đó vẫn nhớ. Vẫn nhớ chỗ đấy hả? Vẫn nhớ. Thế mình có giao quýnh mẹ xỉu đây. À, nhưng mà tại đâu? Tại vườn lúa. Hả? Tại chợ vườn lúa. Tại chợ vườn lúa nhưng mà lý do gì? Hai chồng cũng vô cả vô tiền bạc đó thì đánh bài đúng không? Cái đó thì qua rồi sao thì cả vô tiền như ăn xài á. Ăn xài sau này cái tính quá cái không biết được tính. Phải tính luôn thì chứ. Còn tính lâu lâu tính lần cộng vô không biết được tính. Ôi hai chồng cứ lộn cũng nhiều lần em cũng bỏ đi về bên chị. Ra sao mà chứ mình bỏ cho mình nuôi con để cho chồng luôn. Chồng em làm công việc gì? Chồng em làm bên nhà tiền chế. Ồ vậy cũng giỏi ha. Dạ. Nhà tiền chế. Thế còn giờ là... anh tìm được hạnh phúc của em mừng. Ồ lấy chồng này hả? À lấy vợ này hả? Dạ. Có con khác chưa? Dạ chưa có con. Ồ, mới lấy hả? Mới lấy đây anh nghiệp đặc hẳn anh nhắn tin cho em là anh cũng có hạnh phúc rồi. Ồ. Thì em cũng có chúc mừng. Ồ vậy là chúc mừng nhưng mà có đau đớn không? Chồng mình mà giờ cũng tiếc mà chứ anh. Tiếc hả? Tại sao mà mình... Mình sai lầm tại vì lúc mà ra tò chồng em khóc nhiều lắm. Thế mà mình không rút lui luôn? Khóc rất là nhiều năn nỉ em hình như là 3-4 lần. Nhưng mà lúc em qua ai mà em lại quyết định nhanh chóng vậy? Lúc mình có người khác hết duyên hết nợ rồi thôi. Làm sao mà hết duyên nhanh vậy? Có hai đứa con mà to đùng đùng rồi cãi nhiều lần lắm anh. Cãi nhiều lần không nhiều lần lắm. Giờ ở chợ nhiều khi cãi lộn cũng quýnh lộn luôn mà con em khóc âm sầm. Chồng em có nhậu không? Trời không nhậu không hút thuốc. Ôi giời. Chồng em trước em là không nhậu không hút thuốc. Thế nhưng bây giờ em lại gặp anh này trả lại em gấp 10 lần. Đúng coi rồi. Coi như là em trả nợ. Người ta mà ghét của nào trời trao của đó nè em. Trả lại em công bằng đó. Bây giờ mình thấy công bằng chưa? Dạ công bằng. Rồi, chuyện cũ bỏ qua đi ha. Rồi mọi chuyện nó cũng dù gì nó cũng qua rồi. Mình cho nó di vãng. Đó là những cái kỷ niệm. Anh hạnh phúc là em mừng. Mừng thì đồng ý là mừng thì cũng mừng rồi. Nhưng mà đau thì cũng đau. Đúng không? Nhưng gia đình em thương rất nhiều. Thế mà mình bỏ anh cũng tiếc nó em. Nó chỉ có là bỏ thường ấy đó thôi. Tiếc em á. Rồi thôi ok. Bây giờ này hôm nay em về đây nhờ anh em thì chị Bình Dương là tìm người chồng là chồng thứ hai hả? Dạ đúng rồi. Gọi là chồng cũ thì mình bỏ lại bây giờ gọi chồng mới đi. Dạ. Em quen cái ông tướng này lâu chưa? Cũng hai năm mấy 3 năm. Em quen ở đâu em gặp ở đâu mà quen? Quen trên mạng á anh. Lúc đó là em về Gò Quao ở với chị. Gò Quao bán... Gò Quao nào đâu? Chị em ở Gò Quao Kiên Giang. À Kiên Giang Gò Quao à? Dạ. Về đó em chơi chị bán rồi nhưng anh này vô kết bạn với em nhiều lần lắm. Kết bạn Facebook hả? Kết bạn Facebook nhiều lần lắm nhưng em không có chấp nhận. Sao? Sau này kết bạn nữa em cái đồng ý là nhắn tin tới tấp luôn. Thế lúc cái thời điểm đó có nhiều người kết bạn không mà lại mình không đồng ý ngay? Nhiều lắm anh, bạn nhiều lắm nhưng mà em không chấp nhận ai hết. Đúng nhưng rồi. Lần sau cái người này kết bạn với em rất là nhiều lần. Mà sao em không kết không vô bình luận đồ nhiều lắm em không trả lời. Sao em không tìm ai để mình kết bạn mà kết bạn mấy ông này?
Em cũng không biết, người ta nó ngọt quá. Ui, giờ ông này ngọt lắm hả? Dạ ngọt lắm. Chuột này, chuột 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 đồng là quên chuột này, chuột Chắc là chuột chuột ngọt lúc thương rồi. anh là heo, dù điện thoại cho anh cỡ nào không có là cũng phải chạy về kiếm. Đi bằng xa cái nào kiếm, Thế nhưng mà là kết cái bạn, ngày mà em ăn kết bằng. bạn 4 lần. Dạ. Lần thứ 5 là chấp nhận hả? Là thứ sáu em chấp nhận. 6 lần. Thế là em chấp nhận để về sau hẹn nhau, ở gặp nhau ở đâu? Là lúc đó là em chuẩn bị đi làm. Nằm ở Rồi đâu? anh rủ em đi lên đây đi làm, đi Lên làm việc đâu? cho em. Lên đây là ở đâu? Là ở Bình Phước. Hiện Ờ. tại là ở Chân Thành, Bình Phước. Ừ. Là lên làm công ty với nhỏ em, bên Ờ. công ty điện tử. Công ty em của ai? Nhỏ em gần đó, bằng chung với bên ảnh thôi. Ờ, là em Là nuôi ông chồng, ấy. Em... của, là vợ của con nhỏ thằng kế bên đó. Rồi xin cho em bằng, mà vô xin bằng chưa được. Chưa được rồi sau này cái Nhưng đứa kia hả? mà em kết bạn 6 lần hả? À, người ta kết bạn 6 lần hả? Dạ đúng rồi. Về sau là hẹn gặp nhau lần đầu tiên á, anh đang hỏi lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Lần đầu tiên thì đó em đi làm, rủ em lên chảnh Một làm cái đó. một rủ nhau đi luôn. Dễ vậy. Rủ em đi lên chảnh chảnh là đi làm đó. Trời ơi, cái này có bầu phải em Lần đầu ơi. là nói là vợ, vợ bỏ gì đó, vợ bỏ, vợ anh lấy trai, đủ thứ hết. À, anh tha thứ cho vợ anh nhiều lần lắm, nhưng mà bây giờ em lại nghe lại là không phải là chị đó bị như vậy, Chính ông mà tướng chính này. ảnh là người á, lấy người này người kia, chứ chị đó thì không có. Em cho anh hỏi này, khi đến với ông tướng này là ông tướng ông dụ em về về Bình Dương, về Bình Phước hả? Dạ đủ em lên trên Bình Phước đi làm, Để làm việc rồi em chấp nhận về luôn, ở chung luôn. rồi em đi lên lên đó Em rồi. trước khi đi là em có mang theo quần áo hành lý quân tư Dạ có, trang em đem đồ theo như chị, em gia đình em không cho, tại vì hồi nào giờ em không có đi xa. không? Ồ, thế mà quyết định đi xa vậy, một cách đột ngột vậy Lúc hả? mà em đi á là chị em nó điện về gia đình mét, nói là hồi nào giờ không có đi xa đất, ra xa đất ông táo, mà bây giờ bà coi đi, anh rể cũng la luôn. Thế mà mình vẫn quyết Dạ định. em vẫn đi, em nói là cho em đi đây đi đó mà em biết chứ người em em ta. em anh hỏi lại em tuổi con gì? Em tuổi ngọ sinh năm 90. Ôi giời, 90 nhưng ngựa này là ngựa đi là nhầm đường, ngựa nó đi chuẩn đường lắm em ơi. Tại vì hồi nào giờ em đâu có đi xa. Ừ, nhưng mà ngựa này toàn đi sai đường thôi. Nào giờ em Ôi không giời. đi xa, em nói thôi chị cho em đi làm đi. Thế là ông về giúp em hay là ông gửi địa chỉ em tới? Ông gửi địa chỉ cho em đi lên tới. Ôi giời, nếu mà ông gặp là đúng là, nếu mà hôm đấy mà không may mà gặp đúng Lên ông. tới nhưng mà sống chung thương em rất nhiều từ ngày em có bầu Không, tới giờ. anh hỏi đấy. Là may mắn cho em là ông tướng này là lên là người thật. Chưa lên mà là người ông gửi vị trí cho em Bình Phước, nhưng mà ông đang bên Mỹ cơ, đang Trung Quốc cơ. Thì về đó thì đến giờ phút này chắc em Tại đẻ gọi cho em thấy mặt luôn mà anh. thấy mặt thì đồng nghĩa là thấy mặt rồi. Thấy mặt rồi, đang đi xe với ông anh của Thế ổng rồi. là về mình sống ở phòng trọ của ông luôn hả? Là nhà trọ mới mướn luôn á. Lên Ôi là mua giời, đồ đạc đồ vậy này là chắc luôn. ông muốn 2-3 chỗ rồi chỗ này em ơi. Thế là lúc bây giờ là em đã đi làm công việc gì chưa? Hồi đó thì em đi làm chứ lúc mà lên gặp ổng thì chưa xin vô mà công ty thì chưa xin làm Thế được. còn ông ấy, Ổng đi làm ở sân nước. xin nước có thu nhập tốt không? Hồi đó thì bằng thì tiền bạc rồi cũng xài cũng đưa em. Ôi giời ơi, thì Rồi đúng là cuối người sau cùng thì phải thương nhiều hơn những người trước rồi. rồi lúc sau này chị đó, cái chị mà biết đó là chị đăng hình em lên, chị nói em là tiểu tam giật chồng chị, gia đình em mới biết kêu em về là em chuẩn bị đi về Em cho anh hỏi này, thế sống chung ở phòng trọ ở Bình Phước ấy, là lâu không? cũng cả năm, Một năm liền. cả năm Thế trong một năm này em không làm gì hết? không ổng đi xin việc làm không được thì em ở nhà Là cứ ở nhà thôi, nấu cơm cơm. nước, nhưng gia đình em vẫn gửi tiền cho em. Là tiền của gia đình em gửi đang Ừ. hả? Còn ông này ông ấy gọi là Ổng luôn. nhiều khi ổng mà một tuần khi có 3 4 ngày thôi, gia Vậy đình em là vẫn gửi tiền. chính có thể là gia đình em còn phải nuôi cả ông tướng này nữa. Giờ gia đình em biết mới la em đó. Thế lúc bây giờ sao mình không hỏi là anh có vợ chưa? Cả chồng em cũng chẳng gửi tiền cho em luôn, tức là Ôi kêu giống như dùng sức giời khỏe ơi. mua gì rồi ăn. Sao lúc em không chia sẻ với chồng là anh ơi bây giờ em đã có người mới rồi. Sợ anh đau. Đau hả, có gì mà đau. Sau này anh biết rồi anh nó cũng vẫn năn nỉ em, kêu vẫn tha thứ cho em á. Em lên thành phố ấy, từ trước giờ em đi ngoài quê của em ấy, là mấy lần rồi? Quê em hồi nào giờ em có chồng không có đi đâu hết, Vậy là mình chỉ ở quê quanh một 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 khu vực chỉ một. vòng vòng ở đó thôi, không có đi đâu xa nên không biết. Ồ, trời, vậy đúng rồi. Rồi cho anh hỏi này, vậy là về Bình Dương ở Bình Phước này ấy, Bình Phước rồi mới là lên trên làm công việc là ty một luôn. năm. Thế là tại sao mà em lại quyết định có bầu? Anh kia em để sanh cho anh đứa đi. Đứa hả? Thế em không điều tra, em có về nhà ông ấy em hỏi không? Sau này anh Không, người cái anh lúc mà mình đang quen nhau là tại sao em có đến nhà ông ta, dạ không, anh không có đưa về, không đưa về thì mình thôi chấm dứt luôn. anh không đưa về, anh nói anh kia có người đó thôi. Nhưng mà anh đang hỏi là tại sao mình không chấm dứt luôn? Bây giờ muốn người thật việc thật là phải tới tận nhà người ta. Ê, anh nói với em là anh gia đình anh từ Làm gì có từ ai từ như vậy, từ chắc phải như chắc mẫu nào. anh rồi,
nói là gia đình anh cắt khẩu, anh gọi là cắt khẩu thì quê hương bà con dòng họ mình phải tìm hiểu chứ. Gia đình anh cắt khẩu, anh chỉ còn có một mình anh thôi. Ôi giời ơi em ơi, anh cũng có một mình anh thôi đây em ơi, khổ lắm em ơi. Em tin người quá. Tại sao dạ. mình không tìm hiểu? Nào giờ em đâu có đi đâu đâu. Không đi mình phải tìm hiểu chứ, anh chở em dắt em về nhà người thân của anh. Để mình hỏi những người hàng xóm đó. Ông này ông có ngoan không? Ông có tốt không? Ông hồi đó là người ta nói là ông là chơi quậy rồi nhiều, ăn nhậu nhiều lắm. Từ ngày gặp em tới giờ là gác kiếm. Gác kiếm này hả? Ông này không gác kiếm thì người ta bẻ kiếm này chứ. Nói là từ ngày gặp em tới giờ là người anh thay đổi. Mà. Như từ khi mà em có bầu tới giờ là đối xử với em rất tệ. Ông đối xử em những cái gì? Nói chuyện với em cọc cằn, kiếm chuyện với em hoài luôn. Và em cũng quạo. Em thấy cái người chồng thứ hai này liệu có tốt bằng người chồng trước không? Không. Hai người so ra so thì một người 10 một mấy? Chồng em trước tốt hơn rất nhiều. 10 gấp mấy? Gấp mấy lần? Gấp 10 lần đó chứ anh này chụp đầu chỉ thưa em thôi. Tính chứ. Vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bởi vì em con người của em, anh nói thật với em là em bước sai không à? Này thua rồi. Thế nhưng bây giờ là trả em nhưng mà bây giờ tại sao hôm nay em về đây em tìm ông nữa làm chi vậy? Em muốn tìm gặp gỡ nói chuyện với em rõ ràng chứ đừng có trốn tránh em, chặn hết cuộc gọi. Ông trốn đi lâu chưa? Trốn đi hai tuần. Hai tuần? Thế em có bầu mấy tháng rồi? Em có bầu 7 tháng. Em đi khám siêu âm mấy lần rồi? Đi siêu âm 2-3 lần rồi. Ồ, 7 tháng phải đi 7 lần em ơi. Nhưng em chưa có, anh chưa mua được cho em một hộp sữa hay là thuốc gì hết. Thế thì mình yêu cái gì? Là người nhà em gửi tiền cho em là đi siêu âm thôi. Ôi giời ơi, vậy là em còn yêu ông này nữa không? Sao không yêu? Sợ rồi. Thế mình đăng ký kết hôn chưa? Dạ có đăng ký kết hôn. Nhưng mà mình có cưới không? Không có cưới. Tại sao không cưới? Chỉ đăng ký kết hôn thôi. Dạ. Thấy hai đứa sao em không đòi hỏi là anh phải làm cho em, tổ chức cho em một đám cưới to nhỏ gì cũng được. Thấy anh gia đình nó khổ quá. Khổ được. Cha mẹ của anh cũng thương em nhiều lắm. Em có đến nhà cha mẹ anh chưa? Gặp sau là gần Tết là có về. À mới gặp đây hả? Dạ mới gặp đây. Gặp thì đi... ở được 7 tháng. Gặp đến khi em tìm hiểu ra em hỏi ra thì ông này mấy vợ rồi? Về mẹ nó thiệt. Mẹ nói là vợ chính thức của là Đình Nè Lon là chị My. Là chị đó rất là hiền. Là vợ thứ mấy? Vợ thứ hai. Thế còn đến giờ em này này, em là vợ thứ mấy rồi? Em là vợ thứ tư rồi. Thế còn giờ ông lại đi vợ thứ năm nữa? Dạ, giờ đang ở nhà trọ người ta là chị đó là người thứ năm. Ôi giời, này này, bắt được bây giờ Thiến được không? Em biết Thiến không? Em Thiến ông đi về đây ông không Khải. Không cần đó nữa, nhưng em chỉ muốn gặp là rõ ràng. Rõ ràng ý em bây giờ muốn nó tìm... muốn cho. Thì em sẽ cho. Cho ai? Phải lo cho em tới ngày sanh đẻ chứ từ ngày giờ em không có tiền. Nhưng mà tại sao lại muốn sinh con bây giờ cho? Anh kêu em là cho người ta không thì mày bỏ đi. Ồ, bảo lâu chưa? Nói chuyện lâu chưa? Mới đây hả anh? Mới chừng 10 ngày nay chứ gì? Ôi trời, sao mình không để cơm? Từ cái bữa mà em đi lên Vũng Tàu là anh gom đồ anh trốn. Trốn luôn hả? Trốn luôn. Đêm hay ngày? 11, gần 11 giờ. Đêm hả? 11 giờ trưa. Thế hôm em đi Vũng Tàu chi vậy? Em đi lên trên một cô chơi rồi em nói thôi ghé anh chơi, ghé thì ghé, nhưng em đi nửa đường mày quay lại đi. Tao trốn rồi. Ta không nói nhiều. Bye là tắt luôn. Thế từ hôm đó là em không gọi được nữa? Là không còn điện được. Ủa yêu em luôn à? Không điện ai được hết, anh em hỏi anh em bằng chung đều giấu hết, nhưng mà em vô công trình đó. Mấy anh đó nói thiệt với em thấy. Nhưng mà em... bây giờ mình có bầu là 7 tháng là trai gái? Không trai. Ờ, mình có dự kiến là để nuôi không? Nên là... em giờ sao em nuôi nổi? Không nuôi được hả? Bây giờ hiện nay em chưa công việc. Em chưa báo hiếu được cho cha mẹ. Thế mà đi sinh con, em không 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 suy nghĩ điều đó à? Cha mẹ em từ. Cha mẹ giờ từ luôn hả? Cha mẹ biết em có bầu chưa? Dạ biết. Biết lâu chưa? Biết lúc đó là khi em á là thôi, là em cũng bị chửi mắng rồi, nhưng ảnh la mắng em đó, rồi mẹ em kêu thôi về đây bỏ. Là lúc đó còn nhỏ. Bây giờ sao con quá anh rồi. Nó thôi ai biết tao muốn bỏ bỏ không thôi đi để thanh đi em mới để. Để lúc mà gần 5 tháng á là cự lộn tới tới luôn. Cho nên giờ là 7 tháng rồi, trai. Dạ, à? Được mấy ký rồi? Được cũng ký mấy à. Ký mấy à? Dạ. Mà tao lên lúc sinh thì còn 2 tháng mấy nữa không? Dạ. 2 tháng mấy chắc được à? Ký mấy nữa không? Mấy ngày nay em không ăn uống gì được hết. Ăn đi em ạ, à, phải ăn. Thế là nay mai là dự kiến là sinh con là cho luôn. Dạ. Dạ. Buồn tức á, mình đối xử người ta tốt quá mà người ta lại đối xử mình vậy. Ê tội nghiệp quá. Em đi lên trên chợ Vũng Tàu là hết tiền luôn. Hết tiền là mình đi làm chi vậy? Hết tiền luôn, người ta đi kiếm á, người ta chạy xe ôm. Nhưng mà anh hỏi em đi chơi Vũng Tàu hả? Đi chơi người bà cô hả?
Em nói đi lên trển chứ em không có lên đi trên bà cô, em Thế muốn là lên thẳng trên cảnh, tại vì em biết ảnh có bồ lâu rồi. em muốn đi tìm 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 người tình của ông ấy đúng không? Em chỉ tính lên ảnh chơi thôi, nhưng mà ảnh không cho em lên. Anh ở đâu? Ảnh đi làm, chồng em đi làm ở Vũng Tàu á, À ở em Suối Nghệ. à, em giả bộ là lên bà cô nhưng không có bà cô nào, mục đích chính là mình lên Dạ muốn đúng tìm rồi, tìm hiểu em không có quen cho ai ông trên ấy, bà cô hết. xem ông đang ở với ai đúng không? Dạ, Cuối cùng nhưng có gặp không? mà Gặp ai không? lên trốn rồi. Trốn mất à? Chốn. Lên trốn rồi nhưng mấy anh đó Thế mấy không. người cái phụ nữ kia có đẹp không? Dạ. Mấy người phụ nữ trước ấy, mấy người vợ trước đẹp không? Nhìn cũng Thế được là thôi. hôm em đăng ký kết hôn là ra cơ quan bên bên công chứng bên 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 người ta đăng ký ấy, người ta nói là chồng em đăng ký lần thứ mấy rồi? Chỉ có mình em. Không, là đang nói là trước đây đã đăng ký lần thứ mấy, đăng ký kết hôn lần mấy á? Em thấy ông nói là mới đăng ký, mấy người kia không có ai đăng ký kết hôn hết. Chỉ có mình em là anh rủ em đăng ký kết hôn thôi. Anh cầm tờ giấy kết hôn là anh nói Vậy trong cuộc là đời của anh là mới đăng ký kết hôn lần đầu. ông này là chuột, này là chuột chuột rừng rồi, ông ấy thả tùm lum tà la cả, ông nhảy ông thả tùm lum tà la rồi. Em dễ dãi quá em ơi, em phải biết là con người ta làm sao chứ, người ta có công việc nghề nghiệp người ta rằng như thế nào chứ. Rồi bây giờ này, mục đích chính là em muốn tìm chồng về để giải quyết cái gì? Em muốn giải quyết là lo cho em tiền bạc lên cho em tới ngày sanh, tại vì giờ em không có còn tiền nữa. Hết sạch luôn hả? Dạ. Bây Em giờ đi lên đây chỉ có 300 mấy thôi. em có bảo hiểm không? Dạ có bảo hiểm. Anh có mua cho em được cái bảo hiểm. Nay lúc sinh con là có thể tốn kém rất nhiều tiền em. Đến lúc bây giờ em có sợ là một ngày đó là mình sinh con trong bệnh viện ấy, không người thân Dạ có mà. Không có ai hết. đâu? Sao trước đây bắt đầu có bầu sao mình không tính chuyện đó? Mình phải ít nhất là mình Em phải... nghĩ là cha mẹ em không bỏ em. Nhưng mà ai ngờ giờ bỏ luôn hả? Tại sao mà cha mẹ em giận em đến bộ đồ như vậy? Dặn gì em không nghe lời. Là em cố thì em bỏ đi theo người ta. Em thấy sai chưa? Dạ em biết sai. Ê khổ. Em chưa báo hiếu được cho cha mẹ em ngày nào hết. Ê, thường quá. Nhưng mà lỗi là do Như em là chứ. ngày hôm nay em nghe người ta nói là anh ở đó, ở với người đó. Em không có tiền được. Em chỉ có 300 mấy thôi. Em đi xe lên là hết mấy trăm rồi. Em chỉ còn có mấy chục hà. Như hồi nãy anh có cho em là 200 là đi về xe. Bây giờ em còn thương chồng không? Em không thương nữa đâu. Mà em Ớ ở với ông chồng này chính thức là bao nhiêu thời gian? 2 năm mấy không bạn ạ? 2 năm mấy, 3 năm là em có được hạnh phúc không? Hạnh phúc được năm mấy đầu. Ông có mua tặng em cái gì bao giờ không? Dạ. Có bó bông nào bao giờ không? Có, bó bông đó là người bông của ổng đang đi hát, người ta tặng cho ổng, ổng đem đi Ôi tặng em. giời ơi, cha mẹ ơi. Còn như đồ đạc đi Gọi đám là bông gì, ế đúng không? Bông tặng ế, gọi là bông đồ tặng đạc ế. đi đám đi tiệc gì là mỗi lần chở em đi là tiền của em. Thế thì đi chi vậy? Khổ không? Em thấy như vậy khổ không? Có rất nhiều lần Sau em ở này chỗ cô chú trò thương em nhiều lắm, thấy sau em sao khổ. sau này mình liệu có lấy chồng nữa Sợ. không? Lấy ông khác tốt hơn đấy. Em tìm hiểu này là thua rồi, tìm hiểu trên Facebook là thua rồi. Mấy Facebook cũng lừa đảo quá. Tìm tìm tận nơi hoặc phải biết người ta là ai chứ. Khổ em rồi. Bây giờ em hãy gọi chồng em đi. Anh về anh nuôi em, nuôi con, sắp đến ngày sinh rồi mà anh lỡ anh bỏ em đi theo người đàn bà khác. Nếu mà giờ anh có còn thương em á thì anh về lo cho em tới ngày sanh đi, rồi anh muốn ở với người khác thì em ký đơn cho. Em chỉ mong vậy thôi chứ giờ em không còn tiền nữa, giờ sanh con chỉ có một mình em thôi. Khổ thật, tiền bạc không có, giờ ôm bụng bầu. Em không tiền đi xe có 300 mấy đó, em không có tiền luôn á. Hồi nãy em chỉ còn có mấy chục ngàn như cái anh xe gáp nó. Cưng có đi về anh chở cho Cưng anh lấy còn nhiêu đưa anh nhiêu. Về đâu? Em về Trung Thành. Bình Phước hả? Dạ. Đây đã nhiều cây. Em có mấy nhiêu cây nữa. Xa lắm em ơi. Đây đây xa lắm. Trần Thành Bình Phước cả trăm hơn 100 cây em ơi. Xe khách có chậm. Đi xe khách thì 120 nhưng mà đi xe ôm thì nhiều tiền đấy. Đó. Em hôm em đi xe từ ông Môn lên tới đây á, giá xe 201. Em uống cà phê sữa, mua nước uống sách ngàn. Từ sáng em ăn ăn sáng chưa? Nếu mà bây giờ đăng video này mà có các cô chú anh chị mà ai muốn, người ta muốn mục đích chính là sau này người ta xin con của em mà người ta để nuôi, thứ nhất là thương
hoàn cảnh của em. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai là có thể là người hiếm muộn. Dạ. Em có sẵn lòng đồng ý không? Dạ đồng ý. Cho con em được sung sướng ở với em. Ừ, chứ ở với em thì anh thấy là anh nghĩ là chắc không ổn rồi. Anh nghĩ chắc chắn là không ổn rồi. Đồng ý là nếu phải nói lời chia tay với con á thì cũng rất đau đớn ha. Người mẹ nào muốn cho con anh. Ừ. Vì mình khổ quá không có làm không nuôi nổi đâu. Vì em làm khổ cha mẹ em nhiều lắm rồi. Em chứ... có điều nào muốn chia sẻ đây là muốn xin lỗi ba mẹ. Con xin lỗi cha với mẹ, vì con không nhận lời cha mẹ. Nên con đi theo người ta gì cũng khổ. Vì làm khổ cha mẹ nhiều quá con xin hứa. Từ nay sắp tới con sẽ lo cho cha mẹ lại. Con không làm khổ cho cha mẹ nữa. Xin lỗi cha mẹ. Quá khổ. Người ta nói là thường có câu là cá không ăn muối em ạ. Thì cá ươn đúng không, cá nó thối sình nha. Mà không con nghe. Không nghe lời cha mẹ em thì trăm đường con hư. Bây giờ là thành nhà em là thành hư với cha mẹ đúng chưa. Em đâu có muốn là cái cuộc tình này nó chấm dứt như vậy đâu đúng không. Đến giờ phút là có bầu cái là người ta trốn luôn hả. Dạ. Giờ phút là người ta đang ở với người đàn bà nào em biết không. Em không biết người nào nhưng mà người ta coi em hay là đang ở Bình Dương. Đang ở Bình Dương. Dạ, đang chung sống với người đó. Vậy là ông tướng này cứ mỗi một tỉnh ông thả một đứa à? Vậy là các bà kia đều có con hết hả? Người nào cũng có con hết. Ui giời, vậy là 5... Người nào cũng có con, ảnh đều bỏ người ta. Vậy là 5 người con, gọi là 5 người con là hiện nay không biết mặt cha. Sau này con của em đâu biết cha là ai đâu. Có hai người con kia biết mặt cha. Ừ. Còn người kia ở đứa con lớn 24 tuổi là gái. Nhưng người ta không cho ông nhận. Em cho anh hỏi lại là em họ tên đầy đủ là gì? Tên là Nguyễn Thị Loan, sinh năm 90. Nguyên quán em ở đâu? Cần Thơ, ông Bông hay là? Rồi hiện nay đang sinh sống Bình Phước hả? Dạ. Giờ là em quay về Bình Phước hay là quay về quê? Chắc em quay về nhà em, tại vì nhà trọ chỗ đó em trả rồi. Bây giờ? Em chỉ quay về đó em lấy đồ sơ sinh của con của em. Ừ, đã chuẩn bị đồ sơ sinh rồi. Đồ em mua hay người ta cho? Mua. Em mua dành dụng lại mua hả? Người ta có tiền để làm người ta mua cái một, còn em phải dành dụng. Em mua 3 lần. Mua 3 lần đủ cho em. Còn thiếu là dạ sơ tắm. Ừ. Sinh con này bây giờ anh nghĩ là bèo nhất em phải có 50 triệu. Dạ muốn có đồng nào. Ừ. Em chỉ có cái bảo hiểm thôi. Bảo hiểm nó chỉ đỡ một phần nào thôi em. Còn phải nhiều thứ tiền lắm. Nếu mà thuận thì không sao, mà không thuận thì có thể là tốn nhiều tiền. Thôi anh hy vọng là trong thời gian tới em gặp nhiều may mắn nhé. Dạ. Sau này mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm này. Mình quen ai yêu ai trước khi đến với người ta. Mình phải tìm hiểu cho kỹ. Cái điều thứ nhất, điều thứ hai mình biết là con người ta liệu có tốt hay không. Dạ. Có đạo đức hay không. Tránh tình trạng mà cứ đến là ăn ngủ chung thế này. Em mới quen mà anh nói thật là mới quen xong trên Facebook người ta tán tỉnh em là mà chỉ có mấy ngày thôi. Người một cái một này người ta cũng chẳng thèm đón em luôn, chẳng thèm trước em ấy. Mấy người thân của anh, anh em bằng chung thân với anh, người anh của anh. Em vô nhắn tin em hỏi. Anh có anh gặp anh đang ở với người đó thì nhắn giùm em nếu còn lưu tâm. Thì ghé nhà trọ gửi mấy đồ sơ sinh về cho em. Còn ở với ai ở nhưng anh đó chặn em luôn. Đúng rồi. Xóa bạn luôn. Xóa bạn luôn. Dạ, anh đó xóa bạn luôn. Bây giờ là em hãy nói chuyện với chồng em đi, nói chuyện thẳng thắn đi. Em gọi tên luôn Trần Hải Đăng, Nguyễn Hải Đăng, Hải Âu Đăng gì đó. Anh còn thương tôi thì anh hãy về anh lo lót cho tôi. Trong những ngày tháng này tôi chuẩn bị sinh con. Còn nếu mà anh không về nữa thì đành lòng là từ nay đi là chấm dứt được không? Anh em là Nguyễn Thị Loan, tình trọng tôi là Quỳnh Hải Đăng. Nếu anh còn thương em với con thì em mong anh về lo cho em với con tới ngày sanh đẻ. Còn nếu anh không thương em á thì anh cứ gặp mặt em một lần đi, nói rõ rồi em sẽ về. Gọi là gặp mặt này lần đầu cũng như lần cuối đúng không? Dạ đúng rồi, lần đầu như lần cuối. Em sẽ gửi đơn bên tòa án tiếp chứ không vậy thôi. Ừ. Chứ đừng trốn tránh em mà không liên lạc được. Ông chồng trước tốt như thế mà bỏ rồi gặp đúng không? Tránh vỏ dừa thì gặp đúng không? Vỏ dừa nếu mà thầy chán không có gì thì bẻ ông chồng ngồi đứng ngoài. Ê từ thật. Ngày quen anh tới giờ em cũng chưa được cái gì hết. Hy vọng là lần sau em sẽ gặp nhiều may mắn nha, sẽ có hạnh phúc nha. Tìm hiểu cho kỹ, tránh tình trạng mà nó lại đẻ nữa thì lại khổ nhé. Dạ. Đó, hôm nay em về đây nhờ anh em mình chính Bình Dương để ghi hình đăng tin để tìm chồng. Dạ.
Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ cái thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng em không? Dạ có. Đồng ý ha. Dạ. Rồi chúc em thường lộ bình an nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện tiếp theo. Một em gái là phải nói là vô cùng rất hiền mà phải nói là dễ dãi quá. Cả gia đình ngăn cản nhưng em gái vẫn quyết định đi chạy theo một cái mối tình. Đến giờ phút này hậu quả là em gái là đang mang bầu 7 tháng, chuẩn bị sinh con, mà sinh con là chắc chắn là cũng không lui được em gái này. Thông báo là cũng chắc chắn là sẽ cho con. Hy vọng là người chồng này nếu mà xem được video này thì hãy gửi cho vợ, nếu còn tình thương gửi cho vợ một ít tiền để vợ sinh sống và đặc biệt là vợ chuẩn bị sinh con trong những ngày tháng tới này. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.